các bạn quyết mạnh một phát cho tôi. Được thì dừng, không được thì nghỉ, và nên nhớ là thua cũng phải dừng lại. Đó, thua thì cũng phải dừng lại, không không nên tham tiếp làm gì cả. Đó. Tất nhiên. Alo, xin chào anh em, chào mừng lại quay trở lại với kênh YouTube của mình, và rất nhiều anh em hỏi mình con tài xỉu iWin có ok không, vì thực sự là lâu lắm mình cũng không chơi tài xỉu con game iWin. Thì mình hay chơi là con game Kwin và con game iWin, nhưng mà cũng lâu không phải tài xỉu. Thì hôm nay là mình cũng đang rảnh, thì tiện là mình sẽ chia sẻ cho anh em đôi chút về cách chơi tài xỉu của con game iWin. Nếu anh em cảm thấy thích cách chơi của mình thì có thể là áp dụng vào trong game anh em nhé. Và nên nhớ là nếu các bạn mà chơi lần đầu, mình khuyên là lên đi đều vốn ăn lon anh em nhé. Như tay này nó về 12 này, rồi ok, 11, 12, 12, tay sau zin còn bên tài nữa anh em ạ. Đó, còn bên tài nữa, còn bên tài. Tay này thì mình sẽ đi với 1M anh em nhé. Đó, tỷ lệ trường hợp cơ. 10, 11, 10, 12, 12 thì nó bể thăng tài, còn trường hợp là 11, 12 và là 11 nữa. Đó, thì nó mới bể sang xỉu anh em nhé. Anh em hãy nhớ cái cách chơi này nhé. Nghĩa cái tỷ lệ nó sẽ ra, nghĩa là nó ra khoảng tầm là 80% nó sẽ ra bệt tiếp con tài anh em nhé. Hãy nhớ cái công thức mình vừa bảo anh em nhé. Sau khi nó ra 12 tiếp rồi, anh em nên nhớ này, anh em nên nhớ này, trường hợp này nó bệt ra ba con 12. Những tay này nếu mà anh em nào mà chưa biết ý, thì mình lên ăn non thôi anh em ạ. Một là đi, nghĩa là ăn non là sao, một là đi chống cửa, đi chống cửa. Hai là bỏ cái tay này. Đó, tay này rất chi là mông lung 50-50. Đó, thế là anh em không việc gì phải vội. Đấy anh em thấy không, tay này tiếp tục nó ra một tiếp tay 12 nữa. Ui giời ơi, nếu tôi nói về trường hợp anh em, giả dụ anh em nào thích bệt những cái tay này thì gọi là cực đỉnh luôn anh em, cực ngon luôn. Nhưng mà mình nhìn lại xem là cái dãy cầu này nó khá là cân rồi, thế nên là mình sẽ đảo sang ở bên xỉu thôi. Mình sẽ đi nhẹ tầm 500k. Những cái tay này thì mình không lên đi nhiều anh em nhé, anh em nên đi nhẹ nhàng thôi, 500k, không việc gì phải vội vàng cả. Đó, rồi ok, vẫn ra 12 tiếp. Thực sự là những cái dãy cầu bệt thì tôi không lên đi nhiều. Đó, khuyên anh em những dãy cầu này không lên. Nếu các bạn nào mà muốn kết ấy, muốn kết ấy, giả dụ nó ra hàng tầm 2 đến 3 tay này, các bạn thích một tay ấy, các bạn quyết mạnh một phát cho tôi. Được thì dừng, không được thì nghỉ, và nên nhớ là thua cũng phải dừng lại. Đó, thua thì cũng phải dừng lại, không không nên tham tiếp làm gì cả. Đó, tất nhiên là suy nghĩ thì của các bạn, nghĩa là bảo là ừ, tại sao ông vào liều thế, chơi này thì có mà tiền đâu cho đủ. Anh em phải lên nhớ này, khi mà một dãy cầu tôi nhìn qua, anh em có thể nhìn thấy này, anh em nhìn cho tôi quả xí ngầu này, mẹ nó bằng bằng như kiểu sân bay luôn, thì lấy đâu ra cái kiểu mà nó bệt về xỉu nữa. Đó, nó chưa được cái danh giới đấy, nó chưa xí ngầu, nó chưa phất được lên lên thì nó chưa bẻ được. Đó, thì may ra nhá, may ra tỷ lệ nó con xí ngầu này lệch đi, nó lệch, nó không còn hướng này nữa thì nó mới ok. Thì mình nhìn ra được tay đấy thì mình có thể là đi có thể là tự tin được, vì những cái cầu đấy là mình biết quá nhiều, mình gãy quá nhiều rồi. Đó, ok chưa anh em? Rồi, thì và hôm nay thì nói thẳng ấy, khi mà anh em chơi tài xỉu của con game bài nào cũng thế thôi, tôi khuyên anh em nhé, nếu các bạn nào mà chưa chơi nhiều ấy thì mình lên đi đều vốn. Đó, đi đều vốn. Còn nếu mà anh em đã kết rồi thì mình có thể là mình đi 20%, 30% số tiền của mình. Đó, còn nói thật với anh em thì mỗi người sẽ có một cách quản lý chơi khác nhau. Tất nhiên là tay đấy tôi xuống, tôi chấp nhận, nếu mà trường hợp tôi thua thì là tôi phải dừng. Đó, tôi không bỏ vào. Đó, còn tôi xác định là tôi đi một tay mạnh như thế thì ok, tôi không muốn thêm nữa, không muốn thêm nữa. Đó, nghĩa là tôi dừng ở đây thôi, không muốn thêm nữa, thế là ok. Và không phải là tất cả là cứ nghĩa là anh em phải hiểu bản chất của chơi tài xỉu hay là chơi game bài, nó không cần phải là anh em thắng bao nhiêu đó hay là anh em thua bao nhiêu trong khi chơi, mà chủ yếu kết quả cuối cùng là bạn lời bao nhiêu và bạn mất bao nhiêu. Đấy gọi là cái chân đá anh em ạ. Chứ thực sự là tất cả mọi công thức hay mọi tính toán nó chỉ có tỷ lệ khoảng tầm là 8 đến 90%. Đó, xác suất thống kê thôi, nó không phải là zin 100%, trừ những cầu mình mất quá nhiều hoặc là mình được quá nhiều dãy cầu này. Đó, vào cái thế như thế này tôi nhìn ra rồi, đó thì tôi mới dám đi nhiều tiền như thế anh em nhé. Và thế nên là anh em hãy nhớ là
chơi cái gì cũng thế phải biết điểm dừng. Ok, hôm nay nhẹ nhàng tính cả, mình chốt lời cho anh em khoảng tầm là 9 triệu 545 nghìn thì mình sẽ rút ra khoảng tầm là 2 triệu 545 nghìn 555. Đó, ok anh em. Và hãy nhớ nhá, nếu mà anh em chơi tài xỉu con game iWin thì cứ bình tĩnh mà chơi thôi. Ok anh em nhá. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo, và đừng quên bấm like, share kênh YouTube để ủng hộ mình nhiều hơn anh em nhá. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye anh em.